Hôm nay là một chương trình cực kỳ khuyến mãi giảm giá của anh chị. Hầu như Duyên đưa những cái mẫu giảm giá ra đây trước cho quý anh chị coi, từ từ cập nhật hết chương trình sau. Bây giờ trước tiên là khoan này đi, khoan 13 ly nè quý anh chị. Này xài cho mấy anh xài gia đình đó ha, xài gia đình, xài công trình đồ mà đầu tư ít đó. Đó, 710B nè quý anh chị, full chức năng 710W, giá nó còn có 580 quý anh chị. Một khoan này 580, tội gì cũng vô trời, đúng không? 580.000 quý anh chị xài nhà, công trình bảo hành 6 tháng, công trình cũng được nữa, đầu tư ít quý anh chị. 13 ly full chức năng luôn. Rồi, quý anh chị muốn đục nè, đó, một con đục 17 ly, quý anh chị biết nó mắc tiền đúng không? Trong cái chương trình này giảm nó còn lại có 1.390.000, tặng hai cái mũi luôn đi theo quý anh chị nha. Đục 0810 quý anh chị, đét tông đó, dòng heavy duty đồ đàng hoàng. Con này công suất tới 1.250W, lượng công suất khá là lớn, đục mạnh. À, có dây đồ quý anh chị thấy nó bó đai đồ nè, hơi ngon. Mạng 1.390.000, tội gì mua đồ cũ trời. Thấy không? Đó. Với cái mức giá này của anh chị, đục 17 ly giống y như Makita rồi vậy đó. Thấy không? Nhưng chất lượng chắc chắn không bằng Makita đâu nha. Chất lượng của Deathstone thôi. Phân khúc, đây là phân khúc của anh chị. Đã gọi là phân khúc thì mình chọn mức độ phù hợp là được. 1.390.000 là thấy dễ chơi rồi đó. Nguyên cái thùng trong một mần sắt nha, tặng hai cái mũi đó. Rồi, máy cắt gạch. Máy gạch của anh chị thấy không, 800 mấy. Bây giờ của anh chị mua máy cái này giảm nó còn lại 790.000. Con cắt gạch DK110 ha. Con máy này của anh chị xài lưỡi tất mốt. Đó. Của anh chị mua cái lưỡi hợp kim hay là mình mua cái lưỡi cắt đa năng gì đó, của anh chị bỏ vô xài. Công suất máy là 1.400W của anh chị. Đó, đế xi inox đồ đẹp luôn. Đó, giá nó 790 thì của anh chị thấy không? So với hàng, những cái hàng mới của các hãng khác thì này giá khá là rẻ. Đó, quan trọng là nó khuyến mãi giảm giá quý anh chị. Trong thời điểm tháng 7 âm lịch này khó khăn ha, nên là Deathstone giảm giá một số mặt hàng cho quý anh chị. Còn nói về rửa xe pin thì quý anh chị vẫn biết rồi, tức là ngày trước giờ nhưng nói rất là rõ quý anh chị. Cái rửa xe pin đó là nó không có tặng cho quý anh chị cái đầu 6 chia nữa đâu nha. Bây giờ nó chỉ còn có bét gập thôi, bét gập xoay vòng vòng thôi quý anh chị. Thí dụ như quý anh chị không lấy cái bét gập xoay vòng vòng thì quý anh chị mình sẽ là tính không lấy pin sạc luôn, chỉ có 830.000 thôi. Còn quý anh chị lấy cái bét gập á là mình là giống như là nó là cộng thêm 100.000 nữa, quý anh chị mình được tặng thùng nước nè. Đó là 930.000 là chưa có pin sạc. Nếu quý anh chị mua nguyên bộ full luôn á thì nó là 1.360.000 quý anh chị, là full luôn. Còn quý anh chị mà có nhu cầu mà mình không muốn mua cái pin đi mà theo máy này đi, đó thì quý anh chị mua cái pin của Deathstone rồi đó, 820.000 hay là 700 mấy chục ngàn gì để quý anh chị sẽ được tặng một cái cục sạc nhanh đi theo máy đó. Thì cái chương trình đó thì thấy là ngon hơn, quý anh chị mua kèm theo pin được tặng sạc, đó là chương trình. Còn cái vụ mà bét xe sáu chia ngày trước của quý anh chị, cái bét ngày trước bây giờ nó không còn nữa. Nhiều đại ca là cứ lên mua rồi không thấy cái bét đó, cái coi cái chương trình năm nào á, đúng không? Tại chương trình đó hồi xưa Deathstone nó có đúng thiệt, nhưng mà nó đã bỏ lâu lắm rồi, công ty không có thì hồng nhiên cũng không có đâu quý anh chị. Quý anh chị phải mua cái đó rồi thì công ty có bán 150 cái quý anh chị, nó có bán ha. Đó thì rất là rõ ràng luôn trong mấy trường hợp đó. Sau này Deathstone cũng còn tặng cái túi nước, nhưng mà hồng nhiên cái túi nước đang còn rất là nhiều nên là vẫn tặng cho quý anh chị. Chứ mua máy là sẽ tặng theo túi đựng nước như thế này. 930.000 là được tặng cái túi đựng nước và một cái bét xoay chỉnh gốc ha, bét chỉnh gốc quý anh chị. Đó, chương trình rất là rõ ha. Rồi, bây giờ mình nói tới những con máy rửa xe quý anh chị. Khuyến mãi những máy rửa xe, thí dụ như giờ quý anh chị mua con máy này đi. Máy rửa xe DK2008 nè ha. Đó, thì cái mẫu này là quý anh chị biết áp lực có thể điều chỉnh từ 30 cho tới 153. Lượng nước tiêu thụ là 12 lít, dây của nó dây xịt là 12 mét nè. Cái máy này nặng 11,5 kg. Giá bán của cái máy này á là đang khuyến mãi còn lại 1.990.000. Mức khuyến mãi rất là sâu quý anh chị thấy không? 1.990.000 đó. Thì quý anh chị thấy có cái mẫu này là dây đồng 100%. Tất cả hàng của Deathstone là dây đồng 100%, đảm bảo luôn ha. Chỉnh áp là thấy ngon rồi, súng xịn đàng hoàng. Đó. Rồi, còn quý anh chị mình muốn mua một cái mẫu máy là 2950. Model quý anh chị DK2950 á, thì cái mẫu này á giá nó sẽ giảm lại còn 2.180.000. 2.180.000. Con máy này nó nặng có 11,8 kg, máy này nặng 11,5 kg. Thấy không? Nhưng mà cái điều đặc biệt ở con máy này nó lên thành dây 15 mét quý anh chị. Thấy không? Nó khuyến mãi cho mình lên dây thành 15 mét.
Đó thì chỗ này ngon nè, giảm giá, nước tiêu thụ tới 14 lít một phút lận, nhưng mà áp lực này rất là lớn, từ 50 tới 153. Quý anh chị mua mà vệ sinh á, muốn xịt gông ghiêu cho nó dữ á, là phải mua con này. 2.180.000 giá khuyến mãi. Dây thì được double lên thành 15 mét là lấy ngon rồi đó. Đó, bảo hành 6 tháng. Thằng này thì mẫu nó đẹp, có gờ le bên ngoài, có chỉnh áp đồ đầy đủ hết trơn luôn á. Mẫu này là đáng mua nhất nè quý anh chị, đáng mua đáng xài, thấy không? Mà khuyến mãi. Đó rồi. Thêm một cái mẫu nữa nặng 11,5 kg là con DK3001. Chỉ tính máy chưa tính dây nha quý anh chị. Nãy giờ nhận báo này là nó nặng là chưa tính dây đó, chỉ là máy không đó. DK3001 con này cũng là huyền thoại trong những con máy á, nhưng thích nhất cái mẫu này, nó rất là bền. DK3001 nè, đó, áp lực của nó là cũng lên tới 183, có chỉnh áp từ nhỏ lên tới lớn. Nói chung mình mua những con máy có chỉnh áp á, là quý anh chị mình sẽ rất là dễ trong cái chuyện mà mình muốn chỉnh nặng nhẹ mạnh yếu đồ á, là mình chỉnh này rất là dễ chịu ha. Đó, 3000W, nước tiêu thụ là 14 lít một phút. Đó, lượng nước khá là lớn nên quý anh chị xài con này. Tại vì thông thường những máy này nó bảo hành có 6 tháng, nhưng mà con này bảo hành 8 tháng quý anh chị. DK3001 ha. Đó, công suất là 3000W, lưu lượng của nó là lớn, 14 lít lận, 183 có thể điều chỉnh áp được. Dây là dài 10m mà dây lớn nha, cộng dây nó lớn, súng xịn dây lớn. Giá được khuyến mãi còn lại là 2.350.000, thì được giảm 100.000, chính xác luôn là được giảm 100.000. Có cần nối dài đầy đủ quý anh chị, có tặng cần nối dài đầy đủ nha. Rồi đó, ok ha. Đó là những giá 2.350.000 là quý anh chị biết ha, giá khuyến mãi mà. Nãy nè, thằng này là 1.850.000, này là DK2003FB quý anh chị, DKCWR quý anh chị. Trong những con máy quý anh chị có thấy mấy thằng này tất cả đều là CWR. Đây nào quý anh chị, DKCWR. Có nghĩa là nếu quý anh chị thấy ở đây nó DK mà HBW á, là đó là những con công nghiệp, những cái con xài nhiều. Nhưng mà những cái con mà quý anh chị thấy DKCWR là những con này mang tính chất dân dụng gia đình là chính. Quý anh chị xịt cái đường ngắn thì được, mình xịt đường dài á, cái thời gian quá dài thì quý anh chị mình phải xài những con lớn hơn. HB đúp á, nó cho quý anh chị xài mấy tiếng đồng hồ vẫn được. Nhưng mà mấy cái này quý anh chị xài hơn nửa tiếng, tiếng trở lại quý anh chị phải nghỉ. Mình xài nhiều quá nó ngắt motor quý anh chị. Tại vì nó giống như là nó quá tải đó, phải không? Nhưng mà nó rất mạnh nha. Có nhiều người nói ừ, tại sao con này nhỏ mà 183 mà cái con 2.500 nó chỉ có 153. Ủa sao kỳ vậy, con kia nó mắc hơn rất là nhiều. Thì quý anh chị đơn giản nhưng hay giải thích rồi. Nếu quý anh chị ép nó lên, nó làm việc rất là áp lực, nó rất là mạnh, nhưng mà cái thời lượng của nó làm việc không được lâu. Đó, giống như là đơn giản mình độ chiếc xe lên, độ quá thì nó mau banh vậy đó. Còn mình để xe nguyên zin, nó đi đường dài thì nó đi rất là ok ha. Đại khái hiểu sơ sơ vậy quý anh chị. Rồi, con này 1.850.000, giảm giá nó còn lại là 1.750.000. Có nguyên tặng cái thùng đầy đủ luôn hết nè. Có thùng ốp bia quý anh chị, không? Có tặng theo cái thùng ốp bia là thấy khoái rồi đó, không? Mấy anh mà thấy mấy cái mẫu máy này đẹp như cái vali, cặp táp sách, đơn giản gọn nhẹ, này nặng chừng 8 kg của anh chị, không quá nặng. Mấy chị mấy anh rồi xài nhà leo cao lên trên lầu rồi tưới cây tưới kiển, thằng mấy này nó chỉnh trên, hay gì mấy thằng kia nó chỉnh trên cái đồ chỉnh áp, còn thằng này nó chỉnh trên cái dồi. Mấy thằng này thì nó lợi thế là nó chỉnh được yếu mạnh đầy đủ luôn ha. Đó rồi, con này 1.750.000, có tặng thùng đồ đầy đủ hết trơn ha. Rồi mình sẽ nói về những con máy bơm hơi. Bơm hơi thì nén khí, đét tông nó sẽ có ra rất là nhiều loại. Ví dụ như quý anh chị thấy BAW như thế này, con này màu vàng đang giảm giá 10%, còn có 2.500.000 à. Cái thằng này bình 30 lít, 2 ngựa, 2 đầu. Đó, tốc độ này chạy 200 lít trên phút là quý anh chị thấy nó tương đương khoảng tầm 50 mấy 60 giây là đầy cái bình như thế này. Đó, thì giá nó còn có 2.500.000, mẫu này bán chạy. Lý do là giá nó chỉ có 2.500.000 quý anh chị, 2.800.000 mà giảm tới 10% thì nó còn có 2.500.000 là thấy ok rồi. Còn quý anh chị mình muốn mua mà ví dụ như cái bình này là bình 30 lít ha. Đó, mà này gờ le là nó không có điện tử. Còn quý anh chị muốn mua cái gờ le điện tử là phải mua con 3930, là cái con huyền thoại của Deathtone. Nhiều quá nhưng không bỏ ra hết, báo giá khuyến mãi quý anh chị thôi ha. 3930 á là bình 30 lít màu xanh, đồng hồ điện tử đó. Giá nó thay vì 2.850.000 giảm 100.000 còn 2.750.000 quý anh chị. Này 2.500.000, kia 2.750.000 thì tùy mình lựa chọn à. Mình thấy cỡ mức độ cỡ nào chơi được là chơi. Còn ví dụ như mấy thằng này bình 30 lít nó lớn, mấy này chạy không có dầu nha. Chạy bơm khô, chạy rất là êm. Ví dụ như thằng này bình 12 lít,
Con này là DK29 12, tức là con này bình 12 lít của anh chị. 2912, mẫu này là mẫu mới của anh chị, nhìn những cái đầu của nó nè, thấy không? Mẫu mới. Thằng này nó chạy khoảng 32 giây đầy bình. Thấy không? Khoảng 32 giây là đầy bình rồi, bình 12 lít thôi, đồng hồ điện tử đàng hoàng. Nhưng mà được cái giá này rất là rẻ. So ra về phân khúc thì con này có 2 triệu 50 ngàn. DK A32912 21 ngựa gửi của anh chị. Ha, một ngựa gửi nó chạy khoảng 32 giây đầy bình. Còn quý anh chị mình muốn mua mà siêu tốc độ 20 giây đầy bình thì con này đang rất là nổi mà được giảm giá sâu nữa. Con này là model của nó là DK3912. Đó, 20 giây là đầy bình. Cái bình 12 lít. Máy motor của nó là 2 ngựa, tức là con này nó bằng với lại con motor của con 39, con 3930 của anh chị, nó bằng motor luôn, 3 ngựa. Này sách rất là gọn ha, gọn nhỏ nhưng mà tốc độ là siêu lẹ. Từ cái máy nãy chạy rất là êm, chạy thử quý anh chị nghe. Nó chạy không dầu thì máy nãy chạy giống nhau quý anh chị, chạy êm vậy đó. Nhưng mà được cái đét tông thì nó có đồng hồ điện tử. Nhiều người thích là thích chỗ cái đồng hồ điện tử, rồi chạy êm, tốc độ lên là siêu lẹ. Giá này được giảm giá hay gì 2,5 triệu. Nay giảm giá cho quý anh chị còn lại là 2,390,000. Ha, 2,390,000 đó, đầy bình quý anh chị thấy không? 20 giây đầy bình mà nó mới đây lên 8 kg, của anh chị thấy là nó là siêu khủng, siêu lẹ luôn á. Đó, mẫu này, mấy thằng này thì nó làm mẫu nó đẹp của anh chị, hai đầu hút, hai đầu đẩy đầy đủ hết luôn ha. Giá nó giảm giá hơi bị sâu, con này còn có 2,390,000 cho con 3912. Anh chị cần nhỏ gọn để đi công trình, bỏ lên trước xe cho nó dễ chở ha. Bỏ lên chiếc ghim, chiếc quay, bỏ lên trước chở đi công trình, lần này là xô dách luôn. Tốc độ hơi là quý anh chị thấy vậy chứ nó lẹ vậy nên mình sơn mới được. Mình bắn ghim đồ quý anh chị, bắn súng hơi đồ thì chơi này. Đó, rồi sơn đồ nhỏ gọn thì chơi này. Còn mình muốn bình lớn hơn thì chơi 3930 cho nó bự quý anh chị ha. Rồi, trong những con máy mà nhìn khoái nhất á là thế hệ mới á, trong BADUP thì cũng của Datong quý anh chị. Datong nó ra thương hiệu BADUP. Nhưng mà nhìn thích cái con này ở cái chỗ á, là cái kiểu dáng nó nhìn, mình nhìn vô nó giống kiểu dáng như là châu Âu vậy á. Đó, kiểu dáng nó rất là lịch lãm ha. Ví dụ nó có hai cái quai, quý anh chị thấy đâu có con bơm hơi nào có hai cái quai, quai trước quai sau giống con này quý anh chị, thấy không? Hai quai để quý anh chị ginh lên ginh xuống nó cũng dễ nè. Rồi cái tay này á quý anh chị tháo ra được, thấy không? Ví dụ như mình đi công trình mình tháo ra mình để vậy nè quý anh chị, mình để lên xe mình chở cho nó gọn hoặc mình cất giữ đâu đó thì cái con này nó làm được cái điều này. Cái thứ hai nữa đó là cái con này nó có bánh xe sau và cái bánh xe trước. Hôm trước nhưng review mấy con này rồi quý anh chị ha. Ở nay làm chương trình khuyến mãi cho quý anh chị thì đem ra giới thiệu thôi. Thì con này đang khuyến mãi của nó là giá 2,600,000. Hôm trước như nó làm chương trình này rồi. 2,6 triệu thì quý anh chị thấy không? Cái mẫu này lấy là về diện mạo con này đẹp. Thấy không? Đẹp. Nhưng mà nếu mà nói gì về tầm giá thì có nhiều người sẽ thích là Datong, thấy không? BADUP. Nhưng mà theo Hồng Nhiên thấy là con này nói mẫu mã thì con này rất là đẹp. Thấy không? Mình nhìn vô là mình kết liền à. Giá 2,6 triệu cũng không phải là mắc. Giá này cũng là giá tốt rồi. Rồi, đó là mình nói về những con chạy không có dầu của anh chị. Mấy con này là tốc độ hơi chờ khoảng 1 phút thôi. 1 phút là đầy bình thôi. Ha. 50 mấy giây 1 phút là đã đầy bình con này rồi. Đó, con này là BADUP màu đen của anh chị, cứ nói BADUP màu đen là ok rồi đó. Cái mã của nó là TAANK30L. Nói chung mấy cái mã này mình đọc nhiều quá thôi chứ nó mệt. Đơn giản BADUP màu đen, BADUP màu vàng gì đó. Mình thích cái mẫu nó là mẫu này đẹp là ok chơi được rồi. 2HB motor ha, chơi đồng 100%, bảo hành cũng là 6 tháng. Rồi, mình sẽ nhảy qua là nói về nãy giờ mình nói về những con máy không có dầu. Bây giờ mình chơi những con máy có dầu. Có nhiều anh vẫn thích máy có dầu cho nó độ bền, nó cao đi công trình rồi đó. Có dầu thì có cái là nó hơi ồn hơn quý anh chị. Thấy không, có dầu là nó sẽ ồn hơn so với lại không dầu. Thì con này là bình 50 lít 50DR, con này bình 50 lít lận. Nhưng mà tất cả hạng Datong thì quý anh chị thấy nó có đồng hồ điện tử đầy đủ luôn á. Nè, đồng hồ điện tử nè ha, hai dòi ga. Đó, thì lượng hơi của con này là dạt vào luôn. Cũng như con này bình 50 lít mà nó chạy 1 phút 30 giây là đầy bình nha quý anh chị. Thấy không, nên là cái tốc độ nó cũng khá là lẹ. 50 lít, 5HP. Giá của con này lần này cũng được giảm còn là 2,750,000 quý anh chị. DK50DR chạy có dầu ha, nhưng mà được giảm giá hơn 100,000 nữa là còn là 2,750,000. Đó, ok ha.
Thì tiếp ơn cái nữa là quý anh chị thấy là cuối cùng là cái con máy này là DK30DR. Con máy này nó chạy 1 phút 15 giây là đầy cái bình hơi này ha. Đó, 3 ngựa rưỡi, con kia 5 ngựa. Trong máy có dầu thì nó chỉ có con 3 ngựa và cái 3 ngựa rưỡi và con 5 ngựa này thôi của Deathstone quý anh chị ha. Đây nó chạy nè. Tốc độ nó lẹ lắm quý anh chị, mà nó hơi ồn hơn. Nó hơi ồn hơn so với những cái sản phẩm là máy kia quý anh chị thấy không? Tốc độ lên. Đó, rất là lẹ luôn, tốc độ lên dù dù. Tại vì bình 30 lít mà 1 phút 15 giây tức là so với lại con 2HP 3930 thì nó chậm hơn tí xíu anh chị. Nhưng mà có dầu thì nhiều người thích hơn, với lại nó cũng rẻ hơn. Con này trước 2.750.000 mà khuyến mãi còn có 2.600.000 quý anh chị. Thì mẫu này dành cho những anh em đi công trình cũng khá là nhiều. Thứ nhất là đầu tư nó rẻ hơn tí xíu. Thứ hai là nhiều anh chị vẫn còn nói là cái mẫu máy mà có dầu lúc nào nó cũng bền hơn. Thì nó cũng có cái này, nó cũng có cái kia quý anh chị. Theo Hồng Nhiên bây giờ quý anh chị thấy đơn giản, những cái con máy chà bá công nghiệp á, nó cũng làm đâu có dầu đâu, nhưng mà nó xài cũng phà, nó xài ngon luôn á, thấy không? Nên là bây giờ á, quan trọng là quý anh chị mua một cái sản phẩm sau này á mà mình có thể thay thế phụ kiện được, chế độ bảo hành bảo dưỡng nó có. Quý anh chị để ý thôi, nhiều cái hãng máy mình mua rồi sau này mình không biết là bảo hành nó nằm ở đâu, trung tâm nó nằm ở đâu, hay là bảo hành có phụ kiện hay không, hay là mua hư xong rồi bỏ. Vẫn có quý anh chị, Hồng Nhiên sửa máy ở ngoài rất là nhiều, nên là Hồng Nhiên vẫn biết rằng là nhiều anh chị gặp khó khăn về cái vấn đề mua hàng xong không biết sửa chữa như thế nào, không biết sửa chữa ở đâu rồi có phụ kiện hay không. Còn nói quý anh chị cứ ủng hộ hàng của Deathstone, tất cả những mã sản phẩm của Deathstone, cho dù bất cứ thời điểm nào quý anh chị mua phụ kiện cũng vẫn có. Đó là thực tế quý anh chị ha. Rồi, đó là những cái chương trình khuyến mãi của Hồng Nhiên hôm nay, nhưng chỉ cập nhật trước bao nhiêu đây thôi. Hôm khác Hồng Nhiên sẽ cập nhật tiếp cho quý anh chị một số sản phẩm khuyến mãi nữa của Deathstone. Thì đây là một cái chương trình khuyến mãi trên diện rộng, quý anh chị mua ở đâu giá nó cũng sẽ được khuyến mãi như vậy ha. Thì mua ở đâu quý anh chị chọn cái những cái mức độ là những cái cửa hàng uy tín thì quý anh chị mua ủng hộ ha. Giống như Hồng Nhiên bán có nhiều mã sản phẩm Deathstone cập nhật liên tục. Deathstone nó đang chạy chương trình nào Hồng Nhiên sẽ chạy chương trình đó. Nhưng mà quý anh chị mua đôi khi là những cái chương trình đột xuất á, thì trên Shopee nó chưa có kịp thời, nên là quý anh chị phải cập nhật lại tí xíu. Chứ đôi khi quý anh chị coi cái video từ thở xa xưa mà bây giờ nhảy lên Shopee quý anh chị đặt mà đòi nó giống như cái video đó không có được quý anh chị. Tại chương trình nó đã hết rồi. Hồng Nhiên cũng đâu có còn để cập nhật cái sản phẩm đó ra trên Shopee đâu. Có nhiều anh comment lên là video giới thiệu vậy mà bán là khác, là không phải. Giống như máy rửa xe, cái bét 6 chia bây giờ nó hết rồi mấy đại ca, thấy không? Cập nhật giùm em cái. Đó không? Rồi, nếu anh chị có nhu cầu về sản phẩm của Deathstone, cứ ghé Hồng Nhiên quý anh chị, đại lý chính thức của Deathstone, quý anh chị cứ yên tâm, chính sách rất rõ ràng, đảm bảo. Rồi, cảm ơn quý anh chị, nếu có nhu cầu thì liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chúc sức khỏe, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở chương trình kế tiếp có kèo thơm nữa ha. Rồi bây giờ bye bye, chào tạm biệt quý anh chị nha.